Phẩm Phát Thú thứ 20. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Ông hỏi thế nào là Đại Bồ Tát Đại Thừa Phát Thú? Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát lúc thực hành sáu ba la mật từ một địa đến một địa, đây gọi là Đại Bồ Tát Đại Thừa Phát Thú. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát từ một địa đến một địa? Đức Phật nói: Đại Bồ Tát biết tất cả pháp không có tướng lai khứ, cũng không có pháp hoặc lai khứ hoặc đến chẳng đến, vì các pháp tướng bất diệt vậy. Đại Bồ Tát đối với các địa chẳng niệm chẳng tư duy mà tu tập trị địa nghiệp, cũng chẳng thấy địa. Những gì là trị địa nghiệp? Lúc an trụ bậc sơ địa, Đại Bồ Tát thực hành 10 việc. Một là thanh tâm kiên cố vì dụng vô sở đắc vậy. Hai là đối với tất cả chúng sanh tâm bình đẳng vì chúng sanh bất khả đắc vậy. Ba là bố thí cho người vì thọ giả bất khả đắc vậy. Bốn là thân cận thiện tri thức cũng chẳng tự cao vậy. Năm là cầu pháp vì tất cả pháp bất khả đắc vậy. Sáu là thường xuất gia vì gia bất khả đắc vậy. Bảy là mến thích Phật thân vì tướng hảo bất khả đắc vậy. Tám là diễn nói giáo pháp xuất thế vì các pháp phân biệt bất khả đắc vậy. Chín là phá kiêu mạn vì pháp sanh huệ bất khả đắc vậy. Mười là thiệt ngữ vì những ngữ ngôn bất khả đắc vậy. Trên đây là 10 sự trị địa nghiệp của Đại Bồ Tát an trụ trong bậc sơ địa tu tập. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong bậc nhị địa thường niệm 8 pháp. Những gì là 8? Một là giới thanh tịnh. Hai là biết ơn và báo ơn. Ba là an trụ nhẫn nhục lực. Bốn là thọ quan hỷ. Năm là chẳng rời bỏ tất cả chúng sanh. Sáu là nhập đại bi tâm. Bảy là tinh kính và thưa hỏi nơi thầy. Tám là cần cầu các môn ba la mật. Đây là Đại Bồ Tát an trụ trong bậc nhị địa đầy đủ 8 pháp. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong bậc tam địa thực hành 5 pháp. Những gì là 5? Một là học vấn nhiều không nhàm đủ. Hai là thanh tịnh pháp thí cũng chẳng tự cao. Ba là thanh tịnh Phật độ cũng chẳng tự cao. Bốn là nhận chịu vô lượng sự cần khổ thế gian mà vẫn chẳng nhàm. Năm là an trụ nơi tạm quý. Đây là 5 pháp mà Đại Bồ Tát an trụ trong bậc tam địa phải đầy đủ. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong bậc tứ địa phải thọ hành chẳng bỏ 10 pháp. Những gì là 10? Một là chẳng bỏ chỗ ở A Lan Nhã. Hai là thiểu dục. Ba là tri túc. Bốn là chẳng bỏ công đức Đầu Đà. Năm là chẳng bỏ giới. Sáu là trách ghét các dục nhiễm. Bảy là nhàm tâm thế gian, thuần tâm niết bàn. Tám là xả bỏ tất cả sở hữu. Chín là tâm chẳng trầm một. Mười là chẳng tiếc tất cả vật. Đây là 10 pháp mà Đại Bồ Tát an trụ trong bậc tứ địa chẳng bỏ. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong bậc ngũ địa xa rời 12 pháp. Những gì là 12? Một là xa lìa sự thân cận hàng bạch y. Hai là lìa xa hàng tỳ kheo ni. Ba là xa lìa sự tham tiếc nhà người khác. Bốn là xa lìa sự đàm thuyết vô ích. Năm là xa lìa sự giận hờn. Sáu là xa lìa sự tự tôn đại. Bảy là xa lìa sự khinh miệt người khác. Tám là xa lìa 10 nghiệp đạo bất thiện. Chín là xa lìa đại mạng. Mười là xa lìa tự dục. 11 là xa lìa điên đảo. 12 là xa lìa tham sân si. Đây là 12 điều mà Đại Bồ Tát an trụ trong bậc ngũ địa xa lìa. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong bậc lục địa nên đầy đủ 6 pháp, chính là 6 ba la mật. Bậc lục địa lại có 6 pháp chẳng nên làm. Những gì là 6? Một là chẳng móng tâm thanh văn bích chi Phật. Hai là chẳng có ý lo ngại khi bố thí. Ba là bị đòi hỏi cầu xin không có lòng trốn tránh. Bốn là những vật sở hữu đều đem bố thí. Năm là sau khi bố thí xong không có lòng hối tiếc. Sáu là chẳng nghi ngờ pháp thâm diệu. Đây là 6 pháp phải đầy đủ và 6 pháp phải tha lìa của Đại Bồ Tát an trụ trong bậc lục địa. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong bậc thất địa phải xa lìa 20 pháp chẳng nên chẳng phải. Những gì là 20? Một là chẳng chấp ngã,
2 là chẳng chấp chúng sanh, 3 là chẳng chấp thọ giả, 4 là chẳng chấp chúng sanh số nhận đến tri giả kiến giả, 5 là chẳng chấp đoạn kiến, 6 là chẳng chấp thường kiến, 7 là chẳng nên khởi tướng dạng, 8 là chẳng nên khởi nhân duyên kiến, 9 là chẳng chấp danh sắc, 10 là chẳng chấp ngũ ấm, 11 là chẳng chấp thập nhị nhập, 12 là chẳng chấp thập bát giới, 13 là chẳng chấp tam giới, 14 là chẳng khởi tâm chấp trước, 15 là chẳng khởi chỗ mong cầu, 16 là chẳng khởi chỗ y chỉ, 17 là chẳng chấp trước nơi sự thấy là phải nương nơi Phật, 18 là chẳng chấp trước nơi sự thấy là phải nương nơi Pháp, 19 là chẳng chấp trước nơi sự thấy là phải nương nơi Tăng, 20 là chẳng chấp trước nơi sự thấy là phải nương nơi giới. Đây là 20 điều chẳng nên chấp trước. Lại có 20 pháp mà bậc thất địa phải đầy đủ. Những gì là 20? 1 là đầy đủ không, 2 là chiến vô tướng, 3 là biết vô tác, 4 là ba phần thanh tịnh, 5 là ở trong chúng sanh đầy đủ trí từ bi, 6 là chẳng niệm tưởng tất cả chúng sanh, 7 là bình đẳng xem tất cả pháp, nơi trong đây cũng chẳng chấp trước, 8 là biết thiệt tướng của các pháp, cũng chẳng niệm tưởng sự này, 9 là vô sanh pháp nhẫn, 10 là vô sanh trí, 11 là tuyên thuyết các pháp nhất tướng, 12 là phá tướng phân biệt, 13 là chuyển ức tưởng, 14 là chuyển kiến, 15 là chuyển phiền não, 16 là đồng huệ đồng đẳng, 17 là điều ý, 18 là tâm tịch diệt, 19 là vô ngại trí, 20 là chẳng nhiễm ái. Trên đây là 20 điều chẳng nên chấp trước và 20 điều phải đầy đủ của bậc thất địa Đại Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong bát địa phải đầy đủ 5 pháp. Những gì là 5? 1 là thuận nhập vào tâm chúng sanh, 2 là du hí các thần thông, 3 là thấy các Phật quốc, 4 là tự trang nghiêm quốc độ mình như Phật quốc đã thấy, 5 là quán thân Phật như thiệt tự trang nghiêm Phật thân. Là phải đầy đủ 5 điều. 1 là biết các căn tánh thường hạ, 2 là thanh tịnh Phật độ, 3 là nhập như quyển tam muội, 4 là thường nhập tam muội, 5 là tùy theo thiện căn mà chúng sanh đáng được để thọ thân. Trên đây là 5 pháp và 5 điều mà Đại Bồ Tát bạc địa đầy đủ. Trên đây là 5 pháp và 5 điều mà Đại Bồ Tát bát địa đầy đủ. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong cửu địa phải đầy đủ 12 pháp. 1 là nhiếp thọ vô biên thế giới mà phần mình quá độ, 2 là Bồ Tát được như chỗ nguyện cầu, 3 là biết tiếng nói của các thiên long càn thác bà để thuyết pháp cho họ, 4 là thành tựu thai sanh, 5 là thành tựu nhà, 6 là thành tựu chỗ sanh, 7 là thành tựu họ, 8 là thành tựu quyến thuộc, 9 là thành tựu xuất sanh, 10 là thành tựu xuất gia, 11 là thành tựu bồ đề thọ trang nghiêm, 12 là thành tựu đầy đủ tất cả những công đức lành. Trên đây là 12 pháp mà bậc cửu địa Đại Bồ Tát phải đầy đủ. Này Tu Bồ Đề, phải biết bậc thập địa Đại Bồ Tát thời là Như Đức Phật. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là thâm tâm nhận đến, thế nào là thiệt ngữ? Đức Phật nói: Nếu Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí tích tập tất cả thiện căn, đây gọi là thâm tâm trị địa nghiệp. Nếu sanh khởi tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ và xả, đây gọi là tâm bình đẳng ở trong tất cả chúng sanh. Nếu bố thí cho tất cả chúng sanh mà không phân biệt, đây gọi là tu bố thí. Nếu thân cận học hỏi, cung kính, cúng dường các bậc có thể giáo hóa người an trụ trong nhất thiết trí, đây gọi là thân cận thiền tri thức. Nếu cầu pháp đúng với tâm nhất thiết trí thông xa vào hàng thanh văn bích chi Phật, đây gọi là cầu pháp. Nếu đời đời chẳng rời tâm xuất gia, luôn xuất gia trong Phật pháp, không ai ngăn trở được, đây gọi là thường xuất gia trì địa nghiệp. Nếu thấy thân tướng của Phật dẫn đến khi thành vô thượng bồ đề, trọn chẳng rời niệm Phật, đây gọi là ái lạc Phật thân. Hoặc Phật hiện tại, hoặc Phật đã nhập diệt, nếu vì chúng sanh mà thuyết pháp sơ trung hậu đều thiện,
nhiều nghĩa hảo ngữ trong sạch tinh thuần, hoàn cụ cả 12 bộ kinh từ Tu Đa La đến Luận Nghị. Đây gọi là diễn nói giáo pháp xuất thế trị địa nghiệp. Vì phá kiêu mạn nên trọn chẳng thọ sanh nhà hạ tiện. Đây gọi là phá kiêu mạn trị địa nghiệp. Đúng như lời mà thực hành, đây gọi là thiệt ngữ trị địa nghiệp. Trên đây là 10 sự trị địa nghiệp của Đại Bồ Tát an trụ trong bậc sơ địa tu hành. Thế nào là giới thanh tịnh nhận đến cần cầu các ba la mật? Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát chẳng có tâm niệm xu hướng thanh văn bích chi Phật và những sự phá giới chướng ngại Phật đạo, đây gọi là giới thanh tịnh. Nếu thực hành Bồ Tát hành cho đến một chút ơn nhỏ còn chẳng quên, huống là nhiều, đây gọi là biết ơn báo ơn. Nếu đối với tất cả chúng sanh không giận hờn, không làm não hài, đây gọi là an trụ sức nhẫn nhục. Lấy sự thành tựu chúng sanh làm niềm vui, đây gọi là thọ hoan hỷ. Nghĩ nhớ muốn cứu tất cả chúng sanh, đây gọi là chẳng bỏ tất cả chúng sanh. Nếu nghĩ như vậy, tôi vì mỗi mỗi chúng sanh mà chịu cần khổ trong địa ngục đến hằng sa kiếp, chừng nào chúng sanh ấy thành Phật nhập Niết Bàn, đây là vì tất cả chúng sanh mười phương mà nhẫn thọ sự khổ nhọc, nên gọi là nhập Đại Bi Tâm. Nếu đối với bậc sư trưởng xem như Phật, đây gọi là tin tưởng cung kính học hỏi nơi Thầy. Nếu nhất tâm xuyên cầu các môn ba la mật mà không cầu sự khác, đây gọi là cần cầu các ba la mật. Trên đây gọi là tám pháp đầy đủ của Đại Bồ Tát an trụ trong bậc nhị địa. Thế nào là học vấn nhiều không nhàm đủ nhận đến an trụ nơi tạm quý? Này Tu Bồ Đề, hoặc trong thế giới này hay ở thế giới mười phương, có bao nhiêu chánh pháp của chư Phật tuyên thuyết thời đều muốn được nghe nhớ thọ trì cả, đây gọi là học vấn nhiều không nhàm đủ. Có bao nhiêu pháp thí vẫn không mong cầu, cho đến còn chẳng cầu vô thượng Bồ Đề, huống là những sự khác, đây gọi là pháp thí chẳng cầu danh lợi, cũng gọi là thanh tịnh pháp thí. Đem tất cả thiện căn hồi hướng thanh tịnh Phật độ, đây gọi là tịnh Phật quốc độ. Vì đầy đủ thiện căn nên có thể thành tựu chúng sanh cũng trang nghiêm Phật độ, cho đến đầy đủ nhất thiết trí trọn không mỏi nhàm, đây gọi là chịu lấy vô lượng sự cần khổ mà chẳng nhạt. Hổ thẹn nơi tâm thanh văn bích chi Phật, đây gọi là an trụ nơi tạm quý. Trên đây là Đại Bồ Tát an trụ bậc tam địa đầy đủ năm pháp. Thế nào là chẳng bỏ chỗ ở A Lan Nhã nhận đến chẳng tiếc tất cả vật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát có thể hơn bậc thanh văn bích chi Phật, đây gọi là chẳng bỏ chỗ ở A Lan Nhã. Còn không có niệm mong muốn vô thượng Bồ Đề, huống là những sự mong muốn khác, đây gọi là thiểu dục, được nhất thiết chủng trí, đây gọi là tri túc. Quán sát các thâm pháp nhãn, đây gọi là chẳng bỏ đầu đà công đức. Chẳng chấp lấy giới tướng, đây gọi là chẳng bỏ giới. Vì dục tâm chẳng phát sanh, đây gọi là trách ghét các dục nhiễm. Vì biết tất cả pháp chẳng tạo tác, đây gọi là nhàm tâm thế gian mà thuận tâm Niết Bàn. Chẳng tiếc tất cả nội pháp, ngoại pháp, đây gọi là xả bỏ tất cả sở hữu. Tâm chẳng sanh khởi nơi hai thứ thức xứ, đây gọi là tâm chẳng trầm một. Đối với tất cả vật chẳng chấp trước, chẳng nghĩ nhớ, đây gọi là chẳng tiếc tất cả vật. Trên đây là 10 pháp chẳng bỏ của Đại Bồ Tát an trụ trong bậc tứ địa. Thế nào là xa lìa gần gũi hàng bạch y dẫn đến xa lìa tham sân si? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát sanh nơi đâu cũng đều xuất gia. Từ một Phật quốc đến một Phật quốc thường xuất gia cạo đầu mặc cà sa, đây gọi là xa lìa gần gũi bạch y. Chẳng ở chung chỗ với tỳ kheo ni, nhận đến chẳng nghĩ tưởng dầu là khoảng đàn chỉ, đây gọi là xa lìa tỳ kheo ni. Bồ Tát suy nghĩ như vậy, tôi phải an lạc chúng sanh, nay họ giúp tôi an lạc, thời đâu nên sanh lòng lẫn tiếc, đây gọi là xa lìa sự lẫn tiếc nhà người khác. Nếu có chỗ nào luận đàm có thể phát sanh tâm thanh văn bích chi Phật, thời tôi phải xa lìa, đây gọi là xa lìa chỗ luận đàm vô ích. Chẳng để cho tâm giận hờn, tâm não hại, tâm đấu tranh xen vào, đây gọi là xa lìa tâm sân. Chẳng thấy có nội pháp, đây gọi là xa lìa sự tự tôn đại. Chẳng thấy có ngoại pháp, đây gọi là xa lìa sự khi dễ người. Mười nghiệp đạo bất thiện còn là chướng ngại bát thánh đạo, huống là vô thượng Bồ Đề, đây gọi là xa lìa mười nghiệp đạo bất thiện. Chẳng thấy có pháp gì có thể làm đại mạng, đây gọi là xa lìa đại mạng. Chẳng thấy có pháp gì có thể tự dùng được, đây gọi là xa lìa tự dụng. Chỗ điên đảo bất khả đắc, đây gọi là xa lìa điên đảo. Chẳng thấy được chỗ tham sân si, đây gọi là xa lìa tham sân si.
Trên đây là Đại Bồ Tát an trụ trong bậc ngũ địa, xa lìa 12 pháp. Thế nào là đầy đủ 6 pháp, an trụ trong 6 ba la mật, có thể vượt đến bờ kia? Đây gọi là đầy đủ 6 pháp. Thế nào là chẳng móng tâm thanh văn bích chi Phật, dẫn đến chẳng nghi ngờ pháp thâm diệu? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nghĩ rằng tâm thanh văn bích chi Phật chẳng phải đạo vô thượng Bồ Đề, đây gọi là chẳng móng tâm thanh văn bích chi Phật. Bồ Tát nghĩ rằng bố thí có lòng lo ngại thời là chẳng phải đạo vô thượng Bồ Đề, đây gọi là bố thí chẳng sanh lòng lo sợ. Bồ Tát nghĩ rằng thấy người cầu xin mà có tâm trốn tránh thời chẳng phải đạo vô thượng Bồ Đề, đây gọi là chẳng có lòng trốn tránh khi bị cầu xin. Lúc bố thí chẳng nói cái này cho được, cái này cho chẳng được, đây gọi là những vật sở hữu đều đem bố thí. Vì sức từ bi nên sau khi bố thí chẳng ăn năn, vì sức tính công đức nên chẳng nghi ngờ pháp thâm diệu. Trên đây là 6 pháp phải đầy đủ và 6 pháp phải xa lìa của Đại Bồ Tát an trụ bậc lục địa. Thế nào là chẳng chấp ngã? Nhận đến chẳng chấp nơi sự thấy là phải nương nơi giới. Này Tu Bồ Đề, vì rốt ráo vô ngã, vì chúng sanh đến tri giả kiến giả đều rốt ráo bất khả đắc, nên chẳng chấp trước những pháp ấy. Không có pháp đoạn diệt, vì các pháp rốt ráo bất sanh, nên chẳng chấp đoạn kiến. Nếu pháp đã chẳng sanh, thời cũng chẳng thường, nên chẳng chấp thường kiến. Vì không các phiền não, nên chẳng chấp lấy tướng. Vì chưa kiến đều chẳng thể thấy được, nên chẳng khởi nhân duyên kiến. Vì danh sắc, ngũ ấm, thập nhị nhập, thập bát giới, tam nguyện và ý chỉ đều là tánh không, nên chẳng chấp trước. Vì khởi sự thấy là phải nương nơi Phật, thời chẳng thấy Phật, nên chẳng khởi sự thấy ý chỉ nơi Phật. Vì pháp chẳng thể thấy, nên chẳng khởi sự thấy ý chỉ pháp. Vì tăng tướng vô vi chẳng thể nương, nên chẳng khởi sự thấy ý chỉ nơi tăng. Vì nơi tội cùng vô tội đều không dính mắc, nên chẳng khởi sự thấy ý chỉ nơi giới. Trên đây là 20 pháp chẳng nên chấp trước của Đại Bồ Tát an trụ trong bậc thất địa. Thế nào là đầy đủ không nhận đến chẳng nhiễm ái? Này Tu Bồ Đề, đầy đủ từ tướng không của các pháp, đây là đầy đủ không. Chẳng tưởng nhớ các tướng, đây là chứng vô tướng. Chẳng tạo tác trong tam giới, đây là biết vô tác. Đầy đủ 10 nghiệp đạo lành, đây là 3 phần thanh tịnh. Vì được đại bi nên đầy đủ trí từ bi. Vì đầy đủ thanh tịnh Phật độ nên chẳng niệm tưởng tất cả chúng sanh. Vì chẳng tổn ích đối với tất cả pháp nên bình đẳng quán sát tất cả pháp. Vì các pháp thiệt tướng là vô tri nên Bồ Tát biết thiệt tướng của các pháp. Vì các pháp bất sanh bất diệt bất tác nên Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Vì biết danh sắc bất sanh nên được vô sanh trí. Vì tâm chẳng hiện hành hai tướng nên tuyên nói các pháp nhất tướng. Vì tất cả pháp chẳng phân biệt nên phá tướng phân biệt. Vì vô lượng tưởng niệm lớn nhỏ chuyển nên Bồ Tát chuyển nhớ tưởng. Vì kiến chấp thanh văn bích chi Phật chuyển nên chuyển kiến. Vì dứt trừ dứt phiền não nên chuyển phiền não. Vì được nhất thiết chủng trí nên định huệ đồng đẳng. Vì bất động đối với tam giới nên ý được điều. Vì chế ngự sáu căn nên tâm tịch diệt. Vì được Phật nhãn nên trí vô ngại. Vì xả bỏ sáu trần nên chẳng nhiễm ái. Trên đây là 20 pháp phải đầy đủ của Đại Bồ Tát an trụ trong bậc thất địa. Thế nào là Đại Bồ Tát thuần nhập tâm chúng sanh dẫn đến từ trang nghiêm Phật thân? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng một tâm biết rõ tâm và tâm sở của tất cả chúng sanh, đây là thuần nhập tâm chúng sanh. Dùng thần thông từ một Phật quốc đến một Phật quốc cũng không có tưởng niệm Phật quốc, đây là du hí các thần thông. Từ ở cõi mình mà thấy vô lượng Phật quốc cũng không có tưởng Phật quốc, đây là xem thấy các Phật quốc. Trụ ngôi chuyển luân thánh dương, đi khắp đại thiên thế giới để tự trang nghiêm nước của mình, đây là tự trang nghiêm nước mình như Phật quốc đã được thấy. Vì như thiệt quán pháp thân nên là như thiệt quán Phật thân. Trên đây là Đại Bồ Tát an trụ trong bậc bát địa đầy đủ 5 pháp. Thế nào là biết các căn tánh thượng hạ dẫn đến thế nào là tùy theo thiện căn để thọ thân? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong Phật thập lực biết những căn tánh thượng hạ của tất cả chúng sanh. Vì tịnh chúng sanh nên Phật độ tịnh. Trụ trong như quyển tam muội thời có thể thành tựu tất cả sự, cũng chẳng phát sanh tâm tướng. Vì được báo sanh tam muội nên thường nhập tam muội. Vì thành tựu chúng sanh nên tùy theo thiện căn mà chúng sanh đáng được để thọ thân hầu giáo hóa họ. Trên đây là 5 điều mà Đại Bồ Tát trụ bậc bát địa được đầy đủ.
thế nào là Đại Bồ Tát nhiếp thọ vô biên thế giới, mà phần mình quá độ nhận đến công đức thành tựu đầy đủ. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát quá độ chúng sanh trong vô biên thế giới đúng như chỗ đáng được độ của Phật Pháp. Đây là nhiếp thọ vô biên thế giới mà phần mình quá độ, được đầy đủ sáu ba la mật. Đây là được như chỗ nguyện cầu. Do từ vô ngại biện lực nên biết tiếng nói của chư Thiên Long càng thác bà. Vì đời đời thường quá sanh nên thai sanh được thành tựu. Vì thường sanh trong nhà vọng tộc nên nhà được thành tựu. Vì sanh nơi dòng sát đế lợi hoặc bà la môn nên chỗ sanh thành tựu. Như họ của Bồ Tát quá khứ sanh mà sanh trong đó nên họ được thành tựu. Vì thường dùng hàng Đại Bồ Tát làm quyến thuộc nên quyến thuộc được thành tựu. Vì lúc sanh ra quang minh của Bồ Tát chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới cũng chẳng chấp lấy tướng quang minh nên xuất sanh được thành tựu. Vì khi xuất gia có vô lượng chư thiên theo hầu hạ và quyết định đưa chúng sanh đến quả tam thừa nên xuất gia thành tựu. Cây bồ đề dùng hoàng kim làm gốc, bảy báo làm thân nhánh lá, chiếu sáng khắp vô lượng vô số thế giới mười phương. Đây là trang nghiêm Phật thọ thành tựu. Chúng sanh được thanh tịnh, Phật độ cũng thanh tịnh. Đây là tất cả công đức lành thành tựu đầy đủ. Trên đây là 12 pháp của bậc cửu địa Đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ. Thế nào là Đại Bồ Tát an trụ trong bậc thập địa phải biết như Phật? Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát đầy đủ sáu ba la mật, tứ niệm xứ, nhận đến đầy đủ 18 pháp bất cộng và nhất thiết chủng trí, dứt tất cả phiền não và tập khí, thời gọi là Đại Bồ Tát an trụ trong bậc thập địa phải biết là chư Phật. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong bậc thập địa này dùng sức phương tiện để thực hành sáu ba la mật, tứ niệm xứ, nhận đến thực hành 18 pháp bất cộng, vượt qua bậc càn huệ địa, bậc tánh địa, bậc bát nhân địa, bậc kiến địa, bậc bạc địa, bậc ly dục địa, bậc dĩ tác địa, bậc bích chi Phật địa, bậc Bồ Tát địa, vượt qua chín bậc trên mà an trụ đến Phật địa. Đây là Bồ Tát thập địa. Đây gọi là Đại Bồ Tát Đại Thừa Phát Thú.